Xin kính chào các bác Yêu Lan nhé. Hôm nay thì em lại chia sẻ các bác một cái phiên video mới các bác ạ. Các bác đặt hàng thì gọi điện trực tiếp cho em theo số là 0977842981 các bác nhé. Và đây là một số đơn hàng của nhà em chiều hôm nay đang đi cho khách đây các bác ạ. Toàn bộ những chỗ này là đã có đơn rồi các bác nhé. Nếu các bác mua hàng thì cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại bên em ạ. Để đi đến chi tiết bán hàng thì em sẽ giới thiệu các bác một số dòng đơn thân và cũng như là đai châu Tết các bác nhé. Chia sẻ đầu like thì em sẽ giới thiệu các bác đó là một cái chậu vua cương sơn các bác ạ. Chậu này của em thì nó đang đi nụ rồi các bác ạ. Đang đi nụ rồi nhá. Đấy, bác nào sưu tầm được thì các bác chốt cho em cái chậu này đang đi mèo các bác này. Em xin lỗi, đang đi mèo. Cái mã này thì các bác chốt cho em là V20, một chậu vua cương sơn như hình em sẽ để các bác bằng 450k các bác nhá. 450. Các bác mua hàng thì gọi điện trực tiếp cho em các bác nhá. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác đó là một cái chậu cáo đỏ pha các bác. Đây là cái dòng đỏ pha và lẫn một cây cửu bảo tiên rất là to các bác này. Lẫn một cây cửu bảo tiên nhá, phải nói rất là đẹp luôn các bác, bản lá rất là to. Và em chia sẻ cái giò cáo đỏ này thì bác nào sưu tầm được thì các bác chốt. Cái mã này là B10 các bác ạ, B10 nhé. B10 của em là một chậu cáo đỏ pha, nó là dòng đỏ pha ấy. Nó rất là đẹp luôn các bác, nó không giống như cái dòng cáo trắng tím nhé. Trắng thì nó chỉ có trắng và điểm tím thôi. Ở đây là nó là dòng đỏ pha, bông pha của nó bông lai rất là to. Đấy. Đây các bác ạ, bông nó rất là to và đẹp nhé. Đây cái dòng đỏ pha nó sẽ như này các bác này. Đấy. Bác nào mua hàng thì chốt cho em cái mã này nhé. B10 em để các bác bằng 400k các bác nhé. Chậu này thì nó lẫn một cây cửu bảo tiên các bác ạ. Đấy. B10 các bác, B10 cáo đỏ này. Đấy, tiếp theo thì em giới thiệu các bác đây một chậu cáo trắng này, có mã là B21 các bác. B21 cây rồi, to chà bá luôn các bác nhìn này. Đó, B21 nhé. B21 của em một chậu cáo trắng thì nó rất là đẹp. Và cái giò này thì em chia sẻ các bác giá bằng 650k các bác nhé. 650k cho cái mã B21 cáo trắng các bác ạ. Đó, B21 cáo trắng nhé. Số tầm mã này em để bằng 650 các bác ạ. 650 nhé. Đấy. Đấy, tiếp theo thì em giới thiệu các bác đó là một chậu cáo đỏ tiếp các bác, đỏ pha này. Đỏ pha nhé. Đấy, chậu đỏ pha này thì có mã là B2. Đấy, B2 bác nào sưu tầm được B2 này. B2 này nó là hàng búi các bác, hàng búi như này. Đấy, một cây mẹ thì nó bồng rất là nhiều cây con. Nó bồng nhiều cây con lắm các bác ơi. Đấy, một mẹ bồng rất là nhiều cây con nhé. Đấy, bác nào sưu tầm được cái mã B2 này, đỏ pha như nãy em giới thiệu các bác rồi đấy. Cái mã B2 thì em để các bác bằng 350 các bác nhé, 350. Đó, bác nào sưu tầm được B2 thì các bác chốt cho em nhé. Đỏ pha này với giá bằng 350 ạ. Đó, các bác muốn sưu tầm những tác phẩm đẹp thì các bác cứ gọi điện trực tiếp đến số điện thoại bên em nhé. Dạ, tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cái giò hoàng tam bảo các bác. Đây là một cái giò hoàng tam bảo hoa vàng rất là đẹp ạ. Trước màn hình của em một cái dề hoàng tam bảo nhé, có mã là T10 ạ. T10 một tác phẩm hoàng tam bảo lá xếp các bác nhìn này, lá phải nói là lá nhựa to hơn lá quế các bác ạ. Đó, một siêu phẩm tác phẩm một hoàng tam bảo mã là T10 em để các bác bằng 2 triệu các bác nhé. 2 triệu cho cái dề hoàng tam bảo to này các bác ơi, hoa của nó này cực kỳ là đẹp luôn các bác, vòm bông nó rất là to cho cái mã T10 hoàng tam bảo các bác nhé. Tiếp theo của em là cái mã T12. Và T12 nó là một cái giò tam bảo lai bát bảo tiên của nhà mình, tam bảo lai bát bảo tiên, một cái dòng hoa đỏ hay các bác còn gọi là tam bảo sắc đỏ ạ. Dạ, T12 thì bác nào sưu tầm được em cũng chia sẻ với giá là bằng 2 triệu các nhé, những cái tác phẩm to này. Đấy, hầu như là hôm nào xuống những tác phẩm to là khách cũng sưu tầm hết những cái siêu vip như thế này các bác nhé. Đấy. Đây là cái dòng tam bảo lai bát bảo tiên các bác ạ. Hoa của nó này, màu đỏ rất là đẹp luôn. Đó nên là anh chị các cô các bác mà sưu tầm thì các bác chốt cho em nhé. Còn mã này T12 em để với giá là bằng 2 triệu các bác ạ. Đó, tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cái lũa lan đuôi sóc các bác. Đây là cái dòng sóc trắng này. Sóc trắng này thực sự là cả vườn có 3 giò thôi. Đấy, bác nào sưu tầm được tác phẩm sóc trắng này thì em để các bác bằng 750k các bác nhé, cho cái mã S5 sóc trắng. Dạ, đây là cái mã S5 sóc trắng các bác nhé. Bác nào sưu tầm được thì các bác chốt cho em ạ. Tại vì em lên một cái video nó nhanh thôi. Em còn qua lên đơn nữa các bác ạ. Đấy. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một chậu 4N các bác nhé. Một chậu 4N VIP 3 cây thì em sẽ chia sẻ các bác với giá là bằng 750k các bác ạ. Đấy, đối với những chậu 3 cây như hình thì thường em để sỉ cho khách thì họ vẫn bán ra tầm 380-400k một cây các bác nhé. Đối với chậu 3 cây em sẽ chia sẻ bằng 750. 4N các bác chốt cho em là N3 nhé. N3 nó có 3 cây. Đấy. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cái chậu lan Corat Koki các bác, một chậu 3 cây như hình này. Đấy, bác nào sưu tầm được một chậu 3 cây như hình em chia sẻ giá là bằng 600k các bác nhé. Một chậu Koki xưa 3 cây ạ. Đấy, bác nào mà sưu tầm thì các bác chốt cho em nha. Tiếp đến thì em giới thiệu các bác là một cái lũa lan
Vâng. Một cái giò hải yến, một giò hải yến chậu rồi thuần như thế này em để bằng 380.000 các bác nhé, 380k cho cái chậu hải yến này, hải yến rừng các bác ạ. À, tiếp theo của em đó là một cái giò kiều mỡ gà nhé các bác. Đây một cái giò kiều mỡ gà thì nó rất là đẹp này. Đấy. À, một giò kiều mỡ gà thì em sẽ chia sẻ các bác cái giò này vừa giá bằng 400k các bác nhé. 400k cho kiều mỡ gà này. Nó rất là đẹp các bác ạ. 400k nhé. Và chia sẻ một tác phẩm kiều mỡ gà với giá bằng 400. Nếu các bác nào mà mua hàng thì các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Đây. Trước màn hình của em nó cũng là một cái giò trồn hồng các bác. Trồn hồng này. Cái mã này thì có mã là A5 các bác. A5 trồn hồng nhé. Trồn hồng thì nó hoàn toàn khác với trồn trắng tím. Đấy, trắng tím thì nó chỉ có trắng điểm tím thôi các bác ạ. Trồn hồng cái lô này em cũng còn có vài chậu thôi. Nếu bác nào sưu tầm thì các bác chốt nhá. Một chậu trồn hồng có mã là A5. Dạ em chia sẻ các bác mã A5 này với giá là bằng 600k các bác nhé. 600k cho cái giò trồn hồng có mã là A5 này. Thì các bác trồn hồng nó rất là đẹp luôn, cái mã A5 nhá, cả nhà mình nhá. Nó chia sẻ tắt đây. Em cho các bác xem cái trồn hồng nó rất là đẹp này. Đấy. Trồn hồng có mã là A5 nhé các bác. Hoa của nó rất là đẹp luôn. Đấy, bác nào sưu tầm thì các bác chốt A5 với giá bằng 600k các bác nhé. 600k. Đây là cái trồn tím này, tí em sẽ chia sẻ các bác một giò trồn tím trắng này. Đấy. Đây là dòng trồn trắng tím thì hoa nó sẽ có trắng điểm tím nhé. Tí nữa em sẽ chia sẻ các bác trồn trắng tím sau. Và tiếp theo của em là cái mã A15 các bác. A15 của em một chậu trồn trắng nhé. Trồn trắng này nói siêu đẹp các bác. Cái trồn trắng này thì phải nói là cái bản lá của trồn trắng ấy, lá nó xanh lét luôn các bác ơi, trồn trắng nhé. Đây là những cây trồn trắng siêu VIP này. Em sẽ để các bác cái giò trồn trắng A15 này với giá là bằng 650k các bác nhé. 650k cho cái mã A15. Bác nào đấy, bác nào sưu tầm thì chốt nhá, 650 nhá. À thôi cái mã này em có khách chốt rồi, em quên ấy. Em có khách chốt rồi, tí em chia sẻ các bác cái mã sau. À, tiếp đến thì em giới thiệu các bác đó là một cái chậu nhạn tháng 8 cây giống các bác. Đây nó còn có mấy chậu cây giống thôi. À, em còn có mấy chậu tháng 8 cây giống các bác ạ. Bác nào sưu tầm được thì các bác chốt cho em nhé. Đây nhạn tháng 8 cây giống cái mã này là có mã E16 các bác. E16 là cây giống đẹp lắm các bác ạ. Đây nó còn mấy mã cây giống em để nốt 1 2 3 4 ô 5 cây các bác nhé. 5 cây to nhỏ này. Đấy, vừa hết hoa xong. Cây Mitsu này, mã E16 em để các bác là bằng 380.000 các bác, 380.000 thôi các bác. E16 em bán nốt nhé, gọi là xả thanh lý các bác ạ. E16 380 nhé. Tiếp đến thì em giới thiệu các bác một cái giò Hoàng Tam Bảo các bác. Hoàng Tam Bảo cái mã này là T8 nhé. Nó nhỏ nhưng mà bộ rễ rất là đẹp các bác. T8 một giò Hoàng Tam Bảo em để các bác bằng 320k các bác nhé. 320k cho cái mã T8 Hoàng Tam Bảo ạ. Đó, tiếp đến thì em chia sẻ các bác một cái giò cáo các bác. Một cái giò cáo này nó là cái dòng cáo đỏ phân nhánh các bác này. Đỏ phân nhánh có một dề thôi. Đây dề mẹ bồng con nhá. Một dề mẹ bồng ba con. Bên này một cây đơn nữa này. Lá nó vàng tự nhiên nha các bác. Vàng nó ăn nắng đấy. Đây là cái mã này B12 cáo đỏ phân nhánh. Em để các bác bằng 600k các bác nhé. 600k cho cái mã cáo đỏ phân nhánh này. Đó. Các nào mà sưu tầm được thì các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Để em chia sẻ đây, còn cái chậu tháng 8 này nữa các bác này, có mấy chậu tháng 8 này nó gọi là nó lỗi với cây to cây nhỏ em bán rẻ nốt các bác này. Mã này E4. E4 một chậu tháng 8 cũng khá là đẹp nha. 1 2 3 4 5 6 7 cây các bác E4 nhá. E4 nhận tháng 8 em để các bác cái chậu này là bằng 480k các bác nhá. 480k cho cái mã E4 nhận tháng 8 này. Dạ E3 này. E3 nhận tháng 8. À cái mã này là E6 các bác ạ. Đây là E6 nhá, xin lỗi. E6 nhận tháng 8 này. Đấy. Cây to, cây nhỏ này, cây Mitsu này. Đấy. E6 em để các bác bằng 350 các bác nhé. 350 nốt. Đấy. Bác nào vào sưu tầm được E6 thì chốt nhé. 350 nhận tháng 8 các bác nhé. Đó, các bác sưu tầm thì cứ alo và gọi trực tiếp cho em gái chia sẻ Zalo các bác ạ. Đấy. Tiếp theo giới thiệu các bác một chậu 4N VIP này. 4N siêu VIP nhé. Ít khi mà mọi người nhìn thấy những cây 4N bản VIP đẹp như thế này. Và em chia sẻ một tác phẩm 4N VIP với giá bằng 1.200.000 các bác nhé. 1.200.000 cho những cây 4N VIP như thế này. Đó, các bác nhìn nó đẹp từ gốc đến ngọn, cây đã lên chậu hơn 3 năm rồi các bác nhé. Hơn 3 năm thuần chậu rồi. 1.200.000 các bác nhé, 4N VIP. Đó, tiếp đến thì em giới thiệu các bác một tác phẩm kiều tím các bác ơi. Đây một cái giò kiều tím Sơn La. Tác phẩm kiều tím lá mít nha. Kiều tím Sơn La em chia sẻ cái lũa này với giá bằng 1.500.000 các bác ạ. 1.500.000 cho cái lũa kiều tím Sơn La nhé các bác nhé. Bác nào mà sưu tầm được cái lúa kiều tím Sơn La các bác chốt cho em 1.500.000. Đấy, tác phẩm kiều tím Sơn La nhé. Đấy. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cây đai châu. Một cây đai châu gọi là siêu hoa các bác ạ. Cây này của em 4 vòi nhá. 1 này,
2, 3, 4. Một cây đai châu siêu hoa, nó có tông màu đốm các bác ạ. Đấy, cây này của em thì nó có tông màu đốm nhá. Màu đốm đấy, đốm pha đấy. Cây này thì có mã là C25. Một cây đai châu màu đốm. Em để các bác bằng 600k có nhá. 600k cho cái cây đai châu màu đốm này ạ. Đó, bác nào sưu tầm thì các bác chốt cho em nhá. Tiếp theo thì cái mã này của em là cái mã C1 các bác. Một C1, một cây màu đỏ các bác này. Đỏ, đỏ VIP siêu xếp nhá. Một cây đỏ mít xếp. Đó, một cây đỏ mít xếp, đỏ đơn 3 vòi các bác ạ. 3 vòi nhá. Cái màu nó đỏ, nó tươi, nó rất là đẹp luôn. Cái này thì nó bị xém mất một tí rồi, bằng chích khô lâu năm các bác này. Nó là đẹp từ gốc tới ngọn luôn. Hàng hàng thuần từ gốc tới ngọn nha các bác. Cái mã này C1 em để các bác bằng 860k các bác nhá. 860 cây này mà nó không bị rời vàng chích thì các bác cứ mua cho em cây này tầm 1 triệu 6 đến 1 triệu 8 nhá. Em chia sẻ C1 bằng 860 các bác nhá. 860. Dạ, tiếp theo thì em giới thiệu các bác cái mã này là mã C8 các bác. C8 của em một cây trắng tím các bác ấy. Trắng điểm tím đấy. Nó vẫn là cây pha các bác. Trắng điểm tím của rừng Thái các bác này. Ôi mít xếp các bác ơi. Các bác thấy chưa, cây chất lượng luôn, phải nói mít xếp từ gốc tới ngọn này. 1, 2, 3 vòi nhé, cây này 3 vòi nhé. Nó cây bên đây của em 4 vòi. Đó, 2 cây nhé. Một chậu 2 cây 4 vòi, phải nói là đẹp không tì vết. Cái mã này em chia sẻ các bác bằng 900k các bác nhé. 900k cho cái mã C8. C8 em chia sẻ bằng 900k các bác nhé. Đó, tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cái chậu màu đỏ các bác. Đỏ này, đỏ sắc pháo hay còn gọi là đỏ son các bác, đỏ son ấy. Đỏ sắc pháo còn gọi là đỏ son, chia sẻ cây này nhá. 1, 2, 3 vòi, cây mẹ 3 vòi. Đó, cây con thì có 2 vòi nhá các bác. Cây con có 2 vòi, cái mã này là C2. C2 các bác nhá. Đây nó có vàng lá chân một tí các bác này. Lá chân thì trước sau nó vẫn phải thay. Nói chung là cái tác phẩm như thế này, cái mã C2 em để các bác bằng 580k các bác nhá. 580k này, đây nó tức là nó phát triển, nó dạn lá đấy. Nó dạn lá bên này, nó bị rách một tí đầu lá nhá. Đấy, nó nổ mất một tí đầu lá. Thực ra em chia sẻ là bằng giá cây lỗi các bác. Thì thoảng nó có độ hơi gọi là sần sần này các bác này. Sần hay còn nó gọi còn gọi bị nám hay là tàn nhang. Đấy. Quan trọng là các bác sưu tầm được một cái chậu đai châu siêu vòi hoa. Dạ, chia sẻ cái tác phẩm C2 này với giá là bằng 580 các bác nhé. 580k cho cái mã C2 này. Bác nào chốt C2 thì các bác alo cho em các bác nhé. Và tiếp đến thì em giới thiệu các bác một trụ lan đai châu rừng như này nữa. Đây, trước màn hình của em là một trụ châu rừng 9 cây. 9 cây châu rừng như thế này các bác ạ, 13 vòi. Đó, 9 cây châu rừng 13 vòi nhá. Cái chậu này thì bác nào sưu tầm được thì các bác chốt. Em để cho cái lũa này là bằng 800k các bác nhá, 800k cho 9 con châu rừng 13 vòi hoa các bác nhá. Đó, bác nào sưu tầm được cái châu rừng này 9 con thì các bác chốt cho em này. Em hạ cái giỏ trồn trắng này xuống này. Đây. Giò trồn trắng này tại giò dưới vườn kia nãy chốt rồi. Đấy. 800k cho lũa châu rừng này các bác nhé. Đây cái mã này của em là A16 này, A16 trồn trắng này. Giò này thì nó to lắm. Giò này em bán bằng 1 triệu các bác ạ. 1 triệu cho giò trồn trắng, các mã là A16 nhé. A16 đây của em, mã này A18 các bác. Các bác chốt cho em A18 trồn trắng. Thì cái giò này em để các bác bằng 700k các bác nhé. 700k cho cái giò trồn trắng này, các mã là A18 nhé. A18 cho cái chậu trồn trắng này các bác. Đấy, cây này nó mọc cái những cái nấm các bác ơi. Đấy, nó tuần rất là lâu rồi. Đó. Chia sẻ cái mã này là A18 trồn trắng, em để các bác bằng 700k các bác nhé, 700k. Tiếp đến thì em giới thiệu các bác đó là một lũa quế trắng tháng 8 các bác ạ. Đây là hàng thuần trên lũa này. Đó, nguyên cái chiều cao của cái giớn cọ này ấy, nó thuần trên một cái giớn cọ các bác ạ. Chiều cao nó tầm 1m3. Em để các bác giò này bằng 1 triệu các bác nhé. Ôi giời, quá là nhiều vòi hoa luôn. Đây là cắt hết cần rồi các bác ạ. Xuống hết cần hoa để cho nó đỡ hại cây ấy. Này, nó ra quá nhiều vòi hoa luôn nhá. Đã chia sẻ cái mã này là D1. D1 quế trắng tháng 8 nhá. Một lũa dài hơn 1 mét. Em để các bác bằng 1 triệu các bác nhá. 1 triệu cho quế trắng tháng 8 một lũa dài này. Siêu là dài các bác nhá. Đã tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cái giò sóc đỏ. Sóc đỏ cái mã là S8. S8 một chậu sóc đỏ như hình này nhá. S8 một chậu sóc đỏ như hình thì em sẽ chia sẻ các bác bằng 680k các bác nhé. 680k cho cái mã S8 sóc đỏ. Đó, bác nào mà sưu tầm được sóc đỏ thì các bác chốt cho em 680 nha. 680k. Rồi tiếp đến thì em chia sẻ các bác đó là một cái tác phẩm quế trắng tháng 8 như hình này các bác. Quế trắng tháng 8 nhá. Cái mã này các bác chốt cho em là D2 chậu này. Quế chậu đấy. Phải nói là một chậu như này nó rơi tầm 20 vòi hoa có dư. Đấy, các bác nhìn những cần hoa nó dài chưa? Dài như này mọi người biết rồi. D2 quế trắng em để các bác cái lũa này bằng 1.400k các bác nhé. 1.400k cho cái mã D2 quế trắng ạ.
giá là sưu tầm được D2 quế trắng thì chốt nhá. Và tiếp theo thì em giới thiệu các bác đó một cái chậu đây, một chậu vua mèo đẹp này. Một cái chậu vua mèo như hình này các bác hàng đã thuần vườn này, em để các bác cái chậu này bằng 350k các bác nhá. 350 cho cái chậu vua mèo này. Đó, sưu tầm vua mèo các bác chốt nhá. Vua mèo là nó thuộc cái top cắt va rồi. Bác nào sưu tầm thì các bác chốt và alo cho em các bác nhá. Để tiếp đến thì em giới thiệu các bác đó là một cái lũa quế trắng tháng 8 như hình này các bác ơi, 20 ngọn quế nhá. Thuần trên một cái lũa gọi là khá là to. Trời nó mưa nên nó hơi tối. Em chia sẻ cái tác phẩm này là D3 quế trắng, em để các bác bằng 2.800k các bác nhá. Bình thường các bác vào hội quế những cái lúa to như thế này mọi người mua sẽ không dưới giá 5.500.000 nhá. Em để các bác bằng 2.800k các bác nhá. Đấy, nó vừa mới phun vôi trong xong nó có hơi độ trắng lá các bác ạ. 2.800k cho cái mã D3 quế trắng tháng 8 nhá. Đó, tiếp theo của em cái mã này là T15 các bác. T15 nó là một cái giò tam bảo sắc hoa đỏ hay còn gọi là tam bảo lai bát bảo tiên. Một giò tam bảo sắc hoa đỏ như hình em chia sẻ các bác giá bằng 500k cho cái mã T15 các bác nhá. T15. Đấy, bác nào sưu tầm những cái tác phẩm này các bác chốt và gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Đây ngoài ra em còn những cái lũa tác phẩm như thế này các bác này. Đó, tam bảo, hoàng tam bảo này, bát lai bát bảo tiên này. Đó, những cái giò lan này nói rất là đẹp. Nên là anh chị các cô các bác mà muốn sưu tầm thì các bác cứ chốt và gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Đây trước màn hình của em là một cái chậu này các bác. Một chậu bạch tuyết nái như thế này các bác, một chậu bạch tuyết nái em chia sẻ các bác bằng 680.000 nốt các bác. Giò nái to lắm, thân ngọn đang xuống lá rồi. Thân ngọn đang xuống lá rồi các bác nhé, 680 các bác nhé. 680, các sưu tầm được thì các bác chốt cho em nha. Đây còn mấy chậu năm cánh trắng Phú Thọ lá lỗi nữa này, các bác nào sưu tầm được nốt này, 140k một chậu các bác này. Đây là cái dòng Phú Thọ năm cánh trắng lá lỗi nhá, 140k một chậu các bác ạ. Đấy, đây là các bác mua hàng thì các bác cứ gọi điện trực tiếp thì em gái chia sẻ Zalo từng chậu các bác nhé. Đấy. Em xin cảm ơn các bác nhé. Đấy. Đơn nhà em đấy, ngày nào thì cũng đi như thế này nên các bác theo dõi like thì mọi người sẽ biết là khách hàng ủng hộ tin tưởng rất là nhiều nhé. Em xin cảm ơn các bác nha.